Càng tiến dần về cuối quý tư, đường đua điện ảnh Hoa ngữ cuối năm càng nóng hơn bao giờ hết khi các bộ phim được khán giả kỳ vọng đều lần lượt lên sóng. Trong video hôm nay, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua một vài bộ phim đặc sắc dự kiến phát sóng trong cuối tháng 11 và tháng 12 này nhé! Đấu La Đại Lục phần 2. Diễn viên chính: Chu Dực Nhiên, Trương Hy Dư. Phát sóng từ ngày 25 tháng 11 trên Tencent. Đấu La Đại Lục phần 2 lấy bối cảnh sau trận chung kết giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Đường Tam, do Chu Dực Nhiên thủ vai, và các đồng đội quyến luyến chia tay, hẹn ước sẽ tái ngộ sau 5 năm, rồi mỗi người lên đường theo đuổi con đường riêng của mình. Sau đó, Đường Tam theo cha là Đường Hạo đến thung lũng bí mật để tiến hành huấn luyện đặc biệt, không ngừng nâng cao năng lực. Dưới sự giúp đỡ của Đường Hạo, Đường Tam không chỉ gia tăng kinh nghiệm mà còn trở nên trầm ổn hơn, đủ trưởng thành để đối mặt với nhiều thử thách lớn hơn. Trong khi đó, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh được gia tộc công nhận trở thành thái tử và thái tử phi tương lai của Tinh La Đế Quốc. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh bắt đầu luyện tập gian khổ để tăng cường thực lực. Mã Hồng Tuấn cũng xuất ngoại du học, nỗ lực mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện đang âm thầm bày mưu, quét sạch các tông môn lớn, nuôi mộng xưng bá trên đại lục Đấu La. Đường Tam tập hợp các đồng đội, thành lập đường môn với mục tiêu theo đuổi chính nghĩa và kiên định gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình. Họ cùng nhau dũng cảm tiến vào Hải Thần Đảo, đối đầu với Võ Hồn Điện, không sợ thế lực bóng tối và cường quyền. Sát cánh chiến đấu vì hòa bình trên toàn đại lục, bảo vệ chính nghĩa và cùng trưởng thành thành những chiến binh kiên cường bất khuất. Đại Phụng Đả Canh Nhân. Diễn viên chính: Vương Hạc Đệ, Điền Hy Vi, dự kiến lên sóng giữa tháng 12 trên Tencent. Đại Phụng Đả Canh Nhân là phim cổ trang mới của Vương Hạc Đệ kết hợp cùng Điền Hy Vi, dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2024. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp. Nội dung phim Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An, do Vương Hạc Đệ thủ vai, từ lúc 17 tuổi đến khi trưởng thành. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau anh chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng Hứa Thất An lại không may trúng độc mà chết bất đắc kỳ tử và vô tình xuyên không về Vương Triều Đại Phụng, rồi trở thành bổ khoái của huyện Nha Hạt Trường Lạc Phủ Kinh Triệu và bắt đầu hành trình phiêu lưu khám phá những vụ án kỳ bí. Cuối cùng vận mệnh của Hứa Thất An sẽ như thế nào, về sau anh sẽ tiếp tục ở lại Đại Phụng hay trở về thế giới mình từng sống ban đầu? Câu chuyện sẽ hé lộ thông qua từng diễn biến hấp dẫn của mỗi tập phim. Bên cạnh đó, Hứa Thất An còn có mối lương duyên cùng nữ chính Lâm An do Điền Hy Vi thủ vai. Nàng là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, vừa có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất hoạt bát, đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An. Bạch Nguyệt Phản Tinh. Diễn viên chính: Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng, dự kiến lên sóng cuối tháng 12 trên iQIYI. Dự án Bạch Nguyệt Phản Tinh được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh, là phần tiếp nối trong loạt phim Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn. Nội dung phần phim này sẽ xoay quanh cặp đôi Bạch Thước và Phản Việt. Thiếu nữ người phàm Bạch Thước, do Bạch Lộc thủ vai, là nhị tiểu thư phủ tướng quân, vì báo ân mà lập chí tu tiên. Trên đường đi tìm tiên duyên, cô vô tình cứu được Phản Việt, do Ngao Thụy Bằng thủ vai, hắn là người đứng đầu của yêu tộc. Hai người không đánh không quen, từ đó kết giao cùng nhau dấn thân vào cuộc hành trình, đấu tà quái trừ ác yêu, từ lợi dụng đến yêu thương lẫn nhau, ngọt ngược đan xen. Dù có muôn ngàn khó khăn, tình yêu của cả hai cũng đủ vượt qua mọi rào cản và đón nhận những câu chuyện, những bản chất chân thật nhất của đối phương. Tình yêu có pháo hoa. Diễn viên chính: Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên, dự kiến lên sóng trong tháng 12 trên Tencent. Tình yêu có pháo hoa khắc họa cuộc sống và công việc của những con người trẻ tuổi dưới những áp lực của cuộc sống và công việc. Nữ chính Tiền Phỉ, do Vương Sở Nhiên thủ vai, là một nhân viên ngân hàng đầu tư xuất sắc, cô đang đắm chìm trong kế hoạch cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ vị hôn phu của cô lại chia tay. Từ đây, cô bắt đầu vạch ra con đường mới cho mình. Trong khi đó, nam chính Lý Diệc Phi, do Đàn Kiện Thứ thủ vai, vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng lại một lòng muốn tự tay tạo nên sự nghiệp riêng. Nhưng người bạn gái của anh lại không thể sống những ngày tháng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nên đã quyết định rời bỏ anh, khiến cho Lý Diệc Phi trở nên nhạy cảm và có phần xem nhẹ chuyện tình cảm. Duyên số sắp đặt để Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ gặp gỡ nhau, Lý Diệc Phi tình cờ thuê được một căn phòng của Tiền Phỉ, mối duyên oan gia ngõ hẹp cũng nảy sinh. Khởi đầu bằng mối quan hệ chủ nhà và khách thuê nhà, hai người hợp tác trong công việc, liên tục xảy ra xung đột tranh cãi. Sau hàng tá những hiểu lầm, hai người mới dần nhận ra những ưu điểm của nhau, dần yêu nhau sâu đậm và cùng kề vai đối mặt với tương lai. Đồng Chí. Diễn viên chính: Hoàn Cảnh Du, Tôn Thiên, dự kiến lên sóng trong tháng 12 trên iQIYI. Đồng Chí là một bộ phim đô thị kinh dị tình cảm lãng mạn
do Trung Trung, đạo diễn phim Nửa là đường mật nửa là đau thương, và Dị Dũng, đạo diễn phim Anh ấy bước ra từ ánh lửa, đồng đạo diễn, với sự tham gia của Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên trong vai trò nam nữ chính. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngưng Lũng, kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa cảnh sát Giang Thành Ngật và bác sĩ gây mê Lục Yên. Sau 8 năm xa cách, họ ngẫu nhiên gặp lại nhau trong quá trình giải quyết một vụ án giết người hàng loạt và làm sáng tỏ những hiểu lầm từ quá khứ. Lục Yên, do Tôn Thiên thủ vai, một bác sĩ gây mê, sau nhiều sự kiện kỳ quái, tình cờ gặp lại người bạn thân đã qua đời khi làm ca đêm nhiều năm trước Đặng Man, do Hà Hoàng San thủ vai. Trong quá trình tìm hiểu sự thật, cựu bạn trai của Lục Yên, cảnh sát Giang Thành Ngật, do Hoàng Cảnh Du thủ vai, cũng bị cuốn vào vụ án. Sự thật được giữ kín 8 năm, từng bước sẽ được mở ra. Khó dỗ dành. Diễn viên chính, Bạch Kính Đình, Trương Nhược Nam, dự kiến lên sóng cuối tháng 12 trên Youku. Sở hữu lượng fan đông đảo từ tiểu thuyết gốc, dự án phim Khó dỗ dành nhận được sự quan tâm của khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ. Không có quá nhiều tình tiết gay cấn hay ngược tâm như những bộ truyện khác, Khó dỗ dành thiên về thể loại chữa lành, khi mà một tăng diên do Bạch Kính Đình thủ vai, một chàng trai có bản chất cao ngạo. Nhưng anh chàng lại tình nguyện cúi đầu trước Ôn Dĩ Phàm do Trương Nhược Nam thủ vai, một cô gái nhỏ phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ chính những người thân của mình. Cậu thiếu niên tăng diên ấy như ánh sáng sưởi ấm cuộc đời cô độc của Ôn Dĩ Phàm, cũng chưa từng vì cô nhiều lần trốn chạy mà lựa chọn rời xa. Thật may mắn là tăng diên vẫn luôn thích Ôn Dĩ Phàm và cũng có đủ khả năng để chữa lành những tổn thương của cô. Chắc chắn rằng sau này, người con gái đó sẽ không bao giờ phải ở trong đêm tối không một bóng người, một mình cố tiêu hóa những nỗi đau khổ nữa. Khó dỗ dành là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng xen lẫn những nốt nhạc trầm buồn của cuộc sống, hứa hẹn sẽ sưởi ấm những trái tim trưởng thành. Ngoài những tình huống lãng mạn tình cảm giữa hai nhân vật chính, chúng ta còn bắt gặp trong đó những tình huống giờ khóc giờ cười khi họ chung sống trong cùng một mái nhà. Các hình ảnh, nét vẽ chân thật, rõ nét, tự nhiên đã khắc họa được tính cách của hai nhân vật chính, góp phần thêm vào sự hấp dẫn cho câu chuyện. Giữa muôn vàn câu chuyện tình yêu đời thực đầy sóng gió, thì đây có lẽ là một câu chuyện giúp người xem cảm thấy yên bình, len lỏi từng chút đến cảm xúc muốn yêu của giới trẻ, khiến cho các cô gái có niềm tin hơn vào tình yêu, rằng cho dù hoàn cảnh nào, dù có gặp người không tốt thì rồi vẫn sẽ có một người xứng đáng hơn đến với mình, một lòng với mình như tăng diên vậy. Cửu Trọng Tử. Diễn viên chính, Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa, dự kiến lên sóng trong tháng 12 trên Tencent. Kịch bản của Cửu Trọng Tử được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi. Nội dung kể về nữ chính Đậu Chiêu, do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai, thuở niên thiếu cô đã mất mẹ, trải qua biến cố gia đình. Vận mệnh trêu ngươi đã hoàn toàn mất lòng tin đối với tình người và mối quan hệ tình thân trong gia đình. Nàng đấu với mẹ kế, bảo vệ gia sản, trốn tránh ở tại điền trang hẻo lánh, tìm tòi học hỏi mở rộng sản nghiệp và tự mình cố gắng bảo vệ bản thân. Trong một đêm mưa lớn, Đậu Chiêu đã gặp được Tống Mặc, do Lý Quân Nhuệ thủ vai, người đang cải trang thành thương nhân tại trang trại. Tống Mặc và nàng đã cùng nhau chung tay để bảo vệ đứa trẻ mồ côi thuộc dòng dõi Đinh Quốc Công, số phận của hai người cũng từ đây gắn chặt với nhau. Xuất thân trong gia đình quan lại, Tống Mặc chìm sâu vào những bí ẩn của gia đình. Còn Đậu Chiêu cũng gặp phải tin đồn cháo hôn dưới sự hãm hại của mẹ kế. Sau đó, hai người quyết định kết hôn để thành lập một liên minh, cùng chung hoàn cảnh khó khăn. Họ đã từng nghi ngờ lẫn nhau và bây giờ họ lại đang giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, chống lại mưu kế. Từ đó cả hai người họ dần dần hiểu nhau và quý mến nhau hơn, trở thành tri kỷ. Cây Oliver màu trắng. Diễn viên chính, Trần Chiết Viễn, Lương Khiết, dự kiến lên sóng cuối tháng 12 trên iQIYI. Sau vụng trộm không thể giấu, Trần Chiết Viễn liên tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Trong phim Cây Oliver màu trắng, Trần Chiết Viễn vào vai lính đặc chủng Lý Toản, kỹ sư gỡ mìn đang làm công tác tình nguyện tại nước ngoài. Khi cô phóng viên Tống Nhiễm, do Lương Khiết thủ vai, đang tác nghiệp tại vùng hỗn loạn này, bất ngờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì chính Lý Toản là người đã kịp thời cứu cô. Sự ấm áp và tinh thần cao cả của Lý Toản đã hoàn toàn thu hút Tống Nhiễm. Sau 5 lần 7 lượt có cơ hội tiếp xúc với nhau, Lý Toản cũng bắt đầu nhận thấy những ưu điểm nổi trội của Tống Nhiễm. Tuy cô ấy bề ngoài nhỏ nhắn, mềm yếu nhưng thực chất rất dũng cảm, kiên cường, trong lòng tràn đầy chính nghĩa và lương thiện. Chớ trêu thay, khi hạt giống tình yêu vừa nảy mầm, một vụ đánh bom bất ngờ đã tạm đặt dấu chấm hết cho mối duyên phận này. Sau khi trở về nước, cả hai rơi vào vực thẳm cuộc đời. Thế nhưng, duyên phận đưa đẩy để họ trùng phùng và một lần nữa chữa lành lẫn nhau. Thục Cẩm Nhân Gia. Diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành, dự kiến lên sóng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 trên Youku. Bộ phim Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, bởi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại dòng phim cổ trang của nữ diễn viên sau gần 3 năm vắng bóng. Phim lấy bối cảnh cuối thời Đường,
khi ai ai cũng biết đến vẻ đẹp của gấm thục. Giới quý tộc quyền quý đổ xô săn đón gấm, quân đội thậm chí có thể dùng gấm trả lương. Vậy nên, nghề làm gấm ở vùng Ích Châu đất thục cũng âm thầm hình thành nên dòng chảy ngầm mãnh liệt. Quý gia ở Ích Châu có loại gấm thục tơ hồng nổi tiếng là ngàn vàng khó cầu. Con gái của quý gia là Quý Anh Anh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, vốn thông minh từ nhỏ, lại đam mê nhuộm tơ nên tài năng thiên bẩm của cô sớm bộc lộ. Triệu Tu, con trai của Triệu gia là một nhà dệt gấm giàu có, vì yêu sinh hận với cô, lúc nào cũng gây khó dễ cho quý gia. Nam chính Dương Tịch Lan, do Trịnh Nghiệp Thành thủ vai, là con vợ lẽ của gia tộc làm gấm nổi tiếng, đã ra ngoài du học nhiều năm, nay bỗng nhiên trở về với chức cẩm quan, tức quan quản lý gấm. Y mang danh công tử ăn chơi với chức quan đoàn mệnh hư danh, ẩn giấu Chu Toàn cũng là để làm rõ vụ án bí ẩn năm xưa. Trong quá trình điều tra, y ngày càng ấn tượng và trở nên gần gũi hơn với tiểu nương tử Quý Anh Anh, họ cùng nhau hợp tác giải quyết các mối nguy cơ. Kỹ thuật nhuộm của Quý Anh Anh trở nên nổi tiếng ở đất thục, đã khơi dậy sự hứng thú của Bạch Vương đất Nam Chiếu là Thành Phong Trạch, một kẻ luôn ngấp nghé những công thức gia truyền ở khắp mọi nơi. Dưới sự dồn ép của Nam Chiếu, Ích Châu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quý Anh Anh tự dấn thân mạo hiểm, nhận trách nhiệm bảo vệ cho các thợ thủ công. Dương Tịnh Lan một mình tiến vào Nam Chiếu, chung tay cùng Anh Anh hòa giải với Nam Chiếu, hồi sinh ngành nghề làm gấm, để lại cho đời một giai thoại hay về gấm thục. Bộ phim có nội dung hấp dẫn, mới mẻ, đặc biệt có sự tham gia của Đàm Tùng Vận càng khiến khán giả chờ đợi. Hoan Vũ, diễn viên chính, Trương Tịnh Nghi, Chu Dực Nhiên, dự kiến lên sóng trong tháng 12 trên Tencent. Hoan Vũ là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành gai góc, trong trên của nữ chính Kiều Thanh Vũ, do Trương Tịnh Nghi đảm nhận, dưới sự bầu bạn và giúp đỡ của nam chính Minh Thịnh, do Chu Dực Nhiên đảm nhận. Câu chuyện bắt đầu với cái chết đột ngột của người chị Kiều Bạch Vũ, đã khiến cho cuộc sống của Kiều Thanh Vũ hoàn toàn bị đảo ngược. Mọi thứ đều trở nên u ám tối tăm, không chỉ vậy cô phải chịu đựng những lời đồn đại cay nghiệt về cái chết của người chị. Biến cố này khiến cho gia đình cô buộc phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mong muốn giúp gia đình trở lại với cuộc sống bình thường, Thanh Vũ quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của chị mình. Quyết định này đã khiến cho Thanh Vũ gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với định kiến, điều tiếng, không nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ người thân, họ hàng. May thay, Thanh Vũ vẫn có một Minh Thịnh luôn ở bên động viên, bầu bạn và ra sức giúp đỡ cô vô điều kiện. Trên đây là một số tựa phim sẽ đã và sắp được lên sóng của các nền tảng trong cuối tháng 11 và tháng 12. Trong danh sách này có bộ phim nào mà bạn đang mong chờ hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!